Theo đoạn camera ghi lại, vào 16 giờ 35 phút, một nữ sinh tên V sau khi tan học chạy xe tay ga hiệu Vision, khi đến hẻm 1C đường 22, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thì bị một đôi nam nữ đi xe máy giả vờ xuống xe, quay đầu và cố tình va chạm để cản trở, đánh lạc hướng. Thời điểm này, lợi dụng lúc em học sinh thiếu quan sát chú ý, người phụ nữ đứng ở ngoài lập tức đi vòng trước đầu xe, lấy chiếc điện thoại iPhone 11 để trong hộc xe. Sau khi thực hiện được hành vi của mình, thì cả hai quay đầu xe, lên xe bỏ đi. Qua hình ảnh, camera cho thấy đôi nam nữ đi xe quay màu đỏ, biển số 59V292316. Em học sinh đã đến trình báo công an và sự việc đang được điều tra, làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.